Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của MG Cần Thơ. Thì hôm nay là những ngày đẹp đi đăng ký xe và bàn giao xe cho một chú khách siêu dễ thương ở Cần Thơ. Thì chú này đã nộp full tiền chốt xe MGZS Standard màu đen. Thì chú này chốt rất là nhanh. Thì chú tìm hiểu cũng rất là kỹ đó. Nên vào thì chú chỉ có quan tâm thì một số cái nhỏ thôi là chú chốt rồi. Màu đen, xe đã được rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ và chờ đăng ký và bàn giao lại cho khách thôi. Mình sẽ đi một vòng tổng thể xem xe này nó đẹp như thế nào, nhìn nó cứng như thế nào. Màu đen nhìn rất là cứng. MGZS Standard này giá niêm yết 519 triệu ha. Chương trình khuyến mãi cho tháng này là tặng đâu đó là bảo hiểm thân vỏ và dán phim cách nhiệt. Xe này thì khách cũng đã dán phim cách nhiệt của Yaso Vincode gì đó. Phim này cũng êm lắm nha mọi người. Cái anten vai cá thì nó sẽ trùng với màu thân xe luôn ha. Tại vì cái này là nó màu đen, còn khi mà mình xe màu trắng thì cái anten vai cá này nó vẫn là màu đen nha mọi người. Xe thì được vệ sinh rất là sạch rồi. Thì hôm nay em sẽ ra biển thôi. Em này ra biển Cần Thơ nha mọi người. Nhìn rất là đẹp, cao ráo, có thanh giá nóc. Với cái đặc biệt cái xe màu mình màu đen á, mà cái điểm nhấn là cái này nè, cái thanh arom này nè. Nhìn nó rất là sáng xe. Nhìn cái xe mình nó rất là cứng. Đây là bên trong xe này dường như thì cũng không có làm gì hết ngoài dán phim thôi. Chú cũng không đồ phụ kiện gì hết ngoài bộ phim thôi, với cái trải thảm sàn đó. Xe này mà mình mua về đi gia đình thì khỏi xe rồi đúng không mọi người. Cao ráo, máy thì 1.5, hộp số thì CVT, có cửa gió điều hòa ở phía sau. Toàn bộ là ghế da hết nha mọi người, xe này là da hết. Màn hình giải trí to đùng, vô lăng, vách cảnh dưới, logo của MG. Xe này thì về thì chỉ trang bị thêm camera hành trình với lót cái sàn lại là xong ngay. Đèn nổ startup. Đây thì có hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, auto horn. Đấy. Số cái cơ bản như thôi. Ngồi băng sâu rất là rộng, rất là thoải mái. Cái tầm nhìn ở phía sau nè, đây là cái khoảng chân này nha mọi người, còn rất là dài, tại vì cái ghế lái hiện đang kéo về sau rất là nhiều. Thì hiện tại anh chị nào mà mình đang tìm hiểu một con dòng xe 5 chỗ mà gầm cao, mà tầm tiền nói chung là vừa túi tiền mình á, giá này 519 triệu mà chưa có khuyến mãi, chưa có chi phí lăn bánh, thì con này thì lăn bánh hết chi phí đâu đó khoảng 500 bảy mấy 508 thôi, nó đã bao gồm tất cả các chi phí rồi nha mọi người. Đó, gầm cao thoải mái. Chế độ bảo hành á, thì con này nó sẽ bảo hành cho mình là 5 năm không giới hạn số km, và nó có thêm một cái nữa là bảo dưỡng thì mình sẽ được bảo dưỡng miễn phí trong 5 lần, thì đâu đó rơi vào khoảng tầm gần sắp xỉ gần 40.000 km á. Thì nếu mà ai chạy khá thì mình rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 năm là mình sẽ không tốn tiền phí bảo dưỡng luôn. Cái bảo dưỡng ở đây là bảo dưỡng bao gồm tiền công và vật tư luôn nha mọi người. Đó. Ngoài ra thì nó có cái gọi là cái cứu hộ miễn phí của MG, của riêng MG luôn. Nó sẽ có một cái gói đó hỗ trợ cho mọi người nữa, rất là tiện. Đó, thì hiện tại con MGZS Standard này á, ngân hàng nó cho vay tối đa lên đến 85% giá trị xe, thì mình có thể vay tối đa khoảng đâu đó khoảng 400
41 triệu. Đó thì mỗi tháng mà mình đóng loanh quanh trong vòng 8 năm á, thì khoảng tầm 6 triệu mấy 7 triệu gì đó, mức đóng nó cũng vừa phải. Ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho mình là việc online luôn nha mọi người. Bên VB Bank á, nó làm rất là nhanh, thì nó sẽ không, mình không có cần chứng minh thu nhập, rồi giấy tờ thủ tục thì nó cũng rất là dễ đó. Nên thành ra đâu đó nó cũng là một cái lợi thế để mình sở hữu xe giá rẻ mà nó dễ dàng nữa. Xe này thì nhập thái nguyên con rồi, bây giờ mình sẽ đi đăng ký xe, bấm biển cho khách, đăng kiểm và giao xe thôi ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Mọi người có mua xe hoặc là muốn báo giá, là muốn lái thử thì mọi người cứ liên hệ vào số hotline bên dưới ha. Em tên Ben, em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.